Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 14 tháng 11 tại chợ Bến Tắm, phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thời điểm này chị Đinh Thị Ngọc A, 26 tuổi, quê Hà Nam, lấy chồng về phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, Hải Dương, trong lúc đang ngồi bán đậu ở chợ Bến Tắm đã bất ngờ bị đối tượng Chu Đăng Khoa, 36 tuổi, trú tại phường Bến Tắm, tiến tới bất ngờ rút súng bắn liên tiếp 2-3 phát vào người. Sau khi bắn chị A ngã gục, đối tượng tiếp tục cầm dao đâm một nhát vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, đối tượng Khoa liền rút dao tự sát nhưng không chết. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ cái chết của nạn nhân. Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với phóng viên, ông Vũ Đình Thạch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bến Tắm cho biết, ở địa phương Khoa mới đi tù về và đã lập gia đình. Đối tượng này đang bị theo dõi vì nghiện ma túy. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.